hai đó đọc cái gì ơi. Đây là cửa đông chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là một cái nơi tập trung buôn bán, giao lưu văn hóa và cả buôn bán sầm uất của Sài Gòn ngày và đêm. Đây ngay con đường Phan Bội Châu, đây thuộc phường Bến Thành. Đây chúng ta sẽ thưởng thức và khám phá cái món bún riêu gánh nổi tiếng trong thế giới khách du lịch nước ngoài và cả người Việt Nam lâu đời tại Sài Gòn. Sẽ có huyết và cả đậu hũ các bạn. Hai cục riêu rất là to nè. Cái phần thịt chính, một cái màu đỏ rất là đặc trưng của bún riêu Sài Gòn. Mày thích biết cái tấm gì không? Ở trong một cái gánh hàng rong, các bạn có thể thấy bên cạnh mình sẽ có cà chua nè, được làm sạch và cắt thành đôi. À, đầu bếp sẽ ngồi bên những cái con bún bỏ sẵn để mà thực khách vào có thể múc liền cho nhanh. Thank you.
8 tới giờ nha các bạn. Đây là cái menu tiếng Anh, còn có tofu, tomato, salad và pot đây. Khách đang vào quán rồi, chúng ta sẽ nhìn cận cảnh nồi bún riêu gánh của quán bún riêu. Đây, đậu hũ và cà chua và huyết rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể thấy bên cạnh là nồi nước súp. Và đây là rau, rau sống các bạn. Nếu muốn ăn rau sống sẽ ăn mà không muốn trụng vào nước sôi để chín, đảm bảo thì khách có thể yêu cầu. Quán có không gian cũng nhỏ gọn lắm. Đây là quầy đầu phía trong của quán bún riêu gánh. Đây các bạn thấy rau rất là nhiều, nhiều quá, sạch hơi sẵn thêm nhiều á. Rau muống được thái mỏng, giá và bắp chuối rau được toàn lại với nhau. Và tô bún riêu ở bún riêu gánh chợ Bến Thành có cục riêu lớn rồi các bạn, cục riêu rất là lớn và cả một cái cục riêu cà chua và cái đậu hũ nấu chung. Đây là bún riêu theo phong cách Sài Gòn. Tô bún riêu gánh của chợ Bến Thành này các bạn, các bạn có thể thấy là đặt cục riêu, đó là đậu hũ và cả huyết, cả cà chua nữa, riêu cua. Đây là toàn cảnh tô bún riêu Bến Thành nổi tiếng ở chợ Bến Thành Sài Gòn này các bạn. Đây là cái quán bún riêu của quán bún riêu gánh chợ Bến Thành nổi tiếng này các bạn. Đây, đầu bếp đang múc bún riêu. Thì sẽ trộn với nước, ít đậu hũ, một miếng huyết và một bún riêu rất là to, cà chua và nước vừa đủ. Bỏ qua bên bàn là nhân viên của quán sẽ bê cho khách. Nhân viên một người sẽ bưng, sẽ bê bún riêu cho khách và một người sẽ đem rau. Sau đó khách sẽ gọi nước. Các bạn thấy. Và cái quầy làm sinh tố và nước ép của quán bún riêu gánh. Hôm nay thứ mấy? Thứ này thứ sáu. Thứ hai là tết tây á. Thứ hai là tết tây á. Hai thứ hai tết tây rồi. Không mừng quá con. Tết tây thì là tết rồi á. Già thêm tuổi nữa. Vô sách cho nó lẹo chặn vô luôn con. Đóng anh. Riêu rất là to các bạn. Riêu được nó nấu bên nồi riêng, bên hông. Ngay chỗ cái cô áo hoa đen đang bán, ta đang đứng. Đó. Còn bỏ thêm hai cục riêu rất là to vào trong nồi. Nào rồi lúc nào cũng đầy tràn. Gồm riêu với lại nước súp với lại đậu hũ và cà chua. Còn cái nồi rất là màu đỏ rất là đẹp mắt. Nó chỉ sợ lộn nó móc ra có 13 người mới thích cái chén.